Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua hình thức thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con. Quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình thức thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số loại nông sản khác như giá mít Thái hay là giá nhãn hàng ngày. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì có thể hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá than có chiều hướng đang tăng nhiều quý bà con. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì hàng loại 1 dao động từ 30 đến 32 ngàn đồng một ký, loại 2 dao động từ 25 đến 26 ngàn, còn loại 3 dao động từ 20 đến 21 ngàn đồng một ký. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây hiện nay thì hàng giạt dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 15 đến 17.000, hàng sàn dao động từ 12.000 đến 14.000. Hàng nhà giạt của thanh long ruột trắng hiện nay dao động từ 5 đến 6.000 giá tại khu vực miền Tây. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 14.000, 15.000, 16.000. Bò sàn thì 12.000, 13.000, 14.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì dao động từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký tại khu vực Bình Thuận. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì cũng đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 28 đến 30, loại 2 dao động từ 24 đến 25.000, loại 3 dao động từ 19 đến 20.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì hàng giạt dao động từ 6 đến 7.000. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và thành công. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại tất cả quý bà con.